Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Kết nối tri thức bài 26 Ngôi nhà của yêu thương. Ở đây thầy giáo vừa hoàn thành xong bộ đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 4, bao gồm đề cộng video hướng dẫn rất là chi tiết. Quý vị phụ huynh và các học sinh nào quan tâm thì có thể tham gia nhóm Zalo toán lớp 4 bằng cách là mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các học sinh nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Ngôi nhà của yêu thương, Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 1987. Bạn thân mến, tôi tên là Lương Thanh Bình. Bình có nghĩa là hòa bình ấy mà. Tôi học lớp 4. Hôm trước, bố tôi mang về một tờ báo và bảo: "Con đọc đi, con đã quý ngôi nhà còn chật chội và đơn sơ của mình. Con sẽ càng quý nó hơn nếu biết rằng hiện nay trên trái đất còn biết bao bạn không có nhà ở." Tôi đã đọc: "Bạn ơi, thế bạn ăn cơm ở đâu? Trời mưa, bạn làm thế nào để khỏi ướt? Những đêm rét như đêm qua, bạn nằm ở đâu mà ngủ?" Tôi xem tivi, thấy trên thế giới có biết bao nhà đẹp và to ơi là to, mà bạn thì không có một gian để ở. Tôi còn thấy bao nhiêu nhà, cả phố, cả làng nữa, bị đốt cháy, bị bom đạn làm đổ nát. Tôi nghe nói là một quả bom tốn nhiều tiền lắm, để rồi đi phá nhà của trẻ con. Bạn ơi, nếu tôi và bạn mà là người lớn, chúng mình sẽ vứt tất cả đạn, bom, súng xuống biển. À không, vứt hẳn ra ngoài trái đất cơ. Biển để nuôi cá, nước phải sạch. Chúng mình sẽ cùng xây dựng những ngôi nhà rất to, triệu triệu gian, để cho tất cả các bạn trên thế giới sống chung. Thật tuyệt phải không? Bạn ơi, những chú chim xinh đẹp hót hay, bầy hươu nai hiền lành, ngoan ngoãn, cần thiên nhiên bao la và bầu trời tự do khoáng đãng, thì lại bị nhốt trong lồng, trong chuồng. Còn bạn, bạn cần có nhà thì phải lang thang. Nếu là người lớn, chúng mình sẽ vứt bỏ hết tất cả các lồng chim, chuồng thú, thêm tiền vào xây nhà cho các bạn. Nếu con người không bắn chim, săn thú, thì chúng sẽ sống gần gũi bên ta, hót cho ta nghe và múa cho ta xem. Nếu là người lớn, nhất định chúng mình sẽ cùng nhau làm được. Bạn nhớ viết thư cho tôi nhé. Lương Thanh Bình, những bức thư giải nhất Việt Nam. Rồi, dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau. Câu 1. Bức thư này được gửi cho ai? Tình huống nào khiến bạn nhỏ viết thư cho người đó? Theo nội dung bài đọc thì chúng ta biết là bức thư này gửi cho bạn nhỏ không có nhà. Tình huống là hôm trước bố tôi mang về một tờ báo và bảo: "Con đọc đi, con đã quý ngôi nhà còn chật chội và đơn sơ của mình. Con sẽ càng quý nó hơn nếu biết rằng hiện nay trên trái đất còn biết bao bạn không có nhà ở." Các em tham khảo câu trả lời. Bức thư này được gửi cho một bạn nhỏ không có nhà. Tình huống là bố bạn nhỏ mang về một tờ báo và bảo: "Con đọc đi, con đã quý ngôi nhà còn chật chội và đơn sơ của mình. Con sẽ càng quý nó hơn nếu biết rằng hiện nay trên trái đất còn biết bao bạn không có nhà ở." Câu 2 là các em nêu nội dung chính của bức thư. Theo nội dung bài đọc thì chúng ta có thể nêu nội dung chính của bức thư là: nội dung chính của bức thư là gửi lời hỏi thăm an ủi, thể hiện sự động viên, cảm thương của bạn nhỏ về hoàn cảnh của các bạn nhỏ không có nhà để ở, qua đó nói lên ước mơ có những ngôi nhà lớn để các bạn cùng chung sống trong hòa bình và hạnh phúc. Câu 3. Những câu hỏi dưới đây của người viết thư thể hiện điều gì? Bạn ơi, thế bạn ăn cơm ở đâu? Trời mưa, bạn làm thế nào để khỏi ướt? Những đêm rét như đêm qua, bạn nằm ở đâu mà ngủ? Những câu hỏi đó thể hiện sự quan tâm, cảm thông, thương cảm của bạn nhỏ viết thư với bạn nhỏ không có nhà để ở. Câu 4. Người viết thư muốn làm những gì cho bạn nhỏ không nhà? Chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng những ngôi nhà rất to, triệu triệu gian để cho tất cả các bạn trên thế giới sống chung. Thật tuyệt phải không? Như vậy qua đó chúng ta thấy được là người viết thư muốn xây những ngôi nhà rất to, triệu triệu gian để cho tất cả các bạn không có nhà trên thế giới sống chung. Câu 5. Nêu cảm nghĩ của em về những mong ước của người viết thư. Các em tham khảo. Bạn nhỏ viết thư là một người tốt bụng, biết yêu thương và quan tâm đến người khác.
Qua tờ báo bố mang về, bạn nhỏ thấu hiểu và cảm thông, thương xót cho những người không có nhà để ở. Hàng đêm họ phải ngủ ở vỉa hè hay một góc phố nào đó. Họ phải chịu những cái rét thấu xương, phải nằm co ro trong khi bụng cồn cào vì đói. Qua bức thư, bạn nhỏ nói lên ước mơ của mình là lớn lên thế hệ bạn nhỏ sẽ xây dựng một thế giới hòa bình. Ai cũng có nhà để ở, mọi người cùng sống trong ấm no và hạnh phúc. Rồi tiếp theo là kem sang phần khám phá. 1. Tìm các tính từ trong câu dưới đây và nêu tác dụng của chúng. Bạn ơi, những chú chim xinh đẹp hót hay, bầy Huna hiền lành, ngoan ngoãn, cần thiên nhiên bao la và bầu trời tự do, khoáng đãng thì lại bị nhốt trong lồng, trong chuồng. Rồi chúng ta có thể tìm được các tính từ là xinh đẹp, hay, hiền lành, ngoan ngoãn, bao la, tự do, khoáng đãng. Tính từ xinh đẹp, hay, hiền lành, ngoan ngoãn, bao la, tự do, khoáng đãng. Tác dụng là miêu tả đặc điểm, tính chất của những chú chim và môi trường sống cần thiết cho những chú chim đó. 2. Các em tìm một số tính từ có thể thay thế cho từ bao la trong câu văn trên. Thiên nhiên bao la. Chúng ta có thể tìm từ thay thế cho từ bao la là mênh mông, rộng lớn, khoáng đạt. Thiên nhiên mênh mông, thiên nhiên rộng lớn hay là thiên nhiên khoáng đạt. Ở đây có em nào chưa hiểu từ khoáng đạt thì khoáng đạt là có nghĩa là rộng rãi và thanh thoát, không gò bó, không hạn hẹp. Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.